shadow to my light. Did you feel us? Another star. Chào thầy và các bạn, thì hôm nay nhóm chúng em sẽ thực hiện video này để giới thiệu về mô hình mạch đóng mở chốt cửa sử dụng công nghệ RFID. Đây cũng là bài báo cáo cuối kỳ môn học RFID do thầy Nguyễn Minh Hiệp hướng dẫn. Thì sau đây thì em xin giới thiệu về nhóm của chúng em. Thì đầu tiên em tên là Lâm Thanh Sang và hai bạn em là Nguyễn Minh và em là Phan Mạnh Cường. Rồi thì sau đây thì em sẽ hướng dẫn, em sẽ demo cái nguyên lý hoạt động của cái mạch. Thì khi mà chúng ta đưa cái thẻ thị tác này vào cái reader á, nếu mà đúng á thì cái mạch sẽ phát lên 2 tin bit, và đồng thời cái động cơ này sẽ thay cho cái khóa cửa, nó sẽ quay 180 độ. Còn nếu mà sau một khoảng thời gian 5 giây thì nó sẽ tự động khóa lại tiếp tục. Còn đây là một cái thẻ sai, một cái thẻ khác, thì khi mà mình bỏ vào á, mình quẹt vào thì nó sẽ báo đèn đỏ và đồng thời là phát cái bit. Thưa thầy và các bạn, tiếp tục thì em sẽ trình bày một số phần cứng tiêu biểu của cái mạch RFID của nhóm. Đây là mạch sử dụng Arduino Mega cùng với reader. Đây là hai loại thẻ tác khác nhau. Đây là động cơ servo mô phỏng cho quá trình chốt đóng cửa. Đây là buzzer và hai đèn led để cảnh báo khi thẻ tác này không đúng với đầu đọc reader. Vừa rồi thì bạn Cường đã nói giới thiệu sơ về phần cứng của cái mạch của nhóm chúng em, thì sau đây là phần chương trình. Xin mời thầy và các bạn theo dõi. Đây em giới thiệu về phần code của cái mạch chốt cửa của nhóm chúng em. Đầu tiên thì chương trình thì em chia làm hai chương trình. Đầu tiên là chương trình để đọc thẻ, để lấy những cái giá trị thẻ đó vào trong cái đưa vào những cái mã số đó để đưa vào trong cái chương trình để quét thẻ. Thì đây là chương trình em cũng sưu tầm ở đây, đây là chương trình để đọc mã thẻ. Thì tiếp theo đó là chương trình chính để điều chỉnh chốt cửa. Đầu tiên em cũng khai báo thư viện rồi thư viện Sepo SP và FID. Ở đây em sử dụng đó là Arduino Mega nên là cái chương SSB này là chương 53 theo cái cổng chuyển giao tiếp của Mega. Chương reset pin là 20, chương led xanh là chương số 6, chương led đỏ là chương số 7, chương điều khiển buzzer là chương số 5 và chương RND là chương thứ 4. Ở đây em khai báo là 5 cái mảng. Thì trong 5 mảng này chỉ có mảng một mảng của nhóm chúng em, đó là mảng đây là mảng nhóm tụi em. Còn đây 4 mảng còn lại là 4 cái mảng để em mượn từ 4 chiếc thẻ của những bạn cũng làm chung đề tài, cũng làm báo cáo cuối khóa như em. Thì 4 mảng của 4 bạn Hải, Tuyển, Vinh và Tuấn. Đây là mảng cái thẻ trắng, thẻ trắng. Sau khi mà sử dụng hai chương trình, sử dụng chương trình trước đó là chương trình đọc thẻ, thì em quét được cái thẻ trắng là số 83602051283424, và 34 thẻ xanh là 24 20 22 24 36 126 và 84. Thì cái thẻ xanh là cái thẻ quét lúc nãy mà là
thể sai, tức là nó không được khai báo ở trong cái mảng trong đây, nên là nó được xem là thể sai trong cái bộ để mai đi. Tiếp theo đó là chương trình, thì đây là khai báo chân và khác ha, và chương trình con. Đây là một chương trình con để cảnh báo là buzzer đã được nhận. Đây là khi mà có thể cho chương trình con cho phép kẻ đúng vào, thì nếu mà kẻ đúng vào thì buzzer sẽ kêu lên, sẽ phát 2 giây và tắt. Trong vòng 2 giây đó là tiếng 2 tiếng kêu bếp bếp ở đây và ở đây là chương trình con để cho phép là cái thẻ đúng hoạt động. Tiếp theo là khi mà chương trình khi đưa thẻ xanh là cái thẻ lúc nãy web không đúng thì vào trong cái bộ đầu nòng, buzzer sẽ kêu liền trong 2 giây, kêu liên tục trong 2 giây và sau đó tắt. Tiếp theo đây là chương trình, và đây là chương trình để hiển thị LED và điều khiển LED và động cơ servo. Thì ở đây khi mà cho phép thì cái lúc mà được nhận thẻ cho phép thì LED xanh bật và delay trong 20 mili giây và sau đó là chương trình con. Allow alert là cho phép buzzer kêu. À đây, buzzer kêu 2 tiếng tiếp tiếp. Tiếp tục là điều khiển động cơ servo. Thì đây em nhóm tham khảo trên mạng và đây cách điều khiển động cơ servo. Sau đây là cho động cơ servo quay 180 độ. Ta cho dùng lên for và cho máy servo quay, tức là cho nó hoạt động delay 2 giây. Sau khi mà nó sau 5 giây thì nó sẽ quay ngược lại. Tiếp tục là cho LED xanh, cái LED ban đầu sáng ở phía trên đây và xuống đây tắt, và động cơ này sẽ servo để ngắt, lệnh này để ngắt. Tiếp theo là cái chương trình con, chương trình con khi mà thẻ không nhận, thì khi mà thẻ sai á thì đưa vào thì cái LED đỏ nó sẽ sáng sau trong 2 giây và Nina alert là chương trình con để cảnh báo là đây là thẻ đã sai, là buzzer sẽ kêu liên tục trong 2 giây. Tiếp tục là dán lại cho đèn đỏ tắt. Và đây là chương trình để kiểm tra thẻ, kiểm tra thẻ, có liên tục kiểm tra thẻ ở đầu đọc. Và nếu mà có đầu đọc vào hoặc là allow nếu thẻ đúng, hoặc là deny là từ chối nếu thẻ sai, và cứ thực hiện tiếp tục. Và đó là phần chương trình của nhóm chúng em. Rồi thì nhóm đã thực hiện xong cái video demo về mô hình đóng mở giúp dễ sử dụng công nghệ RFID.
thì em xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý theo dõi phần video được của em. Ơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió đi.